Hello các bạn, chào mừng các bạn đã trở lại với kênh Anh Em Sport.com. Mình là Hào. Số lần trước Hào đã gửi lên cho các bạn review sản phẩm về đôi Michael Hero, một sản phẩm của Nike. Thì các bạn cũng đã biết trên thế giới có rất là nhiều dòng giày đá bóng nổi tiếng giống như là Adidas, Nike, Puma, vân vân. Thì nhưng không thể nào mà không nhắc đến một cái tên giày bóng đá tồn tại rất là lâu đời, đó là Mizuno. Thì Mizuno đang lấn sân từ từ vào Việt Nam và đang phát triển rất là mạnh, và có rất nhiều người chưa hiểu hết về dòng giày này, nên qua số lần này Hào muốn gửi đến cho các bạn để các bạn hiểu rõ hơn về dòng Mizuno này. Xuất xứ của Mizuno đến từ xứ sở hoa anh đào. Thì cái tên này đã nói lên phần nào về văn hóa của nước này. Và vẻ bề ngoài thì không quá bóng bẩy, không bắt mắt. Nhưng tại sao Mizuno lại có cái tên tuổi lâu đời như vậy? Đầu tiên, chúng ta phải nói là Mizuno không ngừng cải tiến và không ngừng nâng cấp các sản phẩm của mình để làm sao thích nghi nhất với từng loại mặt sân và làm tăng được hiệu quả cho người sử dụng. Thì Mizuno đã đưa ra những thiết kế để phù hợp với sân cỏ tự nhiên, sân cỏ nhân tạo và kể cả sân trong nhà, futsal. Đầu tiên chúng ta sẽ nói về một đôi Mizuno đế FG trên sân cỏ tự nhiên nha các bạn. Ở trên tay Hào đang là một đôi Mizuno đế FG. Thì Mizuno đế FG đó là sự chắc chắn, mạnh mẽ, cá tính, là những gì người ta có thể thấy được ở một đôi Mizuno đế FG sân cỏ tự nhiên. Dưới điều kiện thi đấu vô cùng khắc nghiệt, tranh chấp bóng liên tục, thì đòi hỏi một đôi Mizuno như vậy phải có độ bền rất là cao. Và đó là niềm tự hào từ sản phẩm đến từ xứ sở hoa anh đào này. Thân giày được ép nổi 3D cực bắt mắt và tạo độ bám bóng cao, hỗ trợ kỹ thuật tốt hơn. Các bạn có thể thấy vật liệu siêu nhẹ, hỗ trợ tăng tốc cực tốt. Đế giày được đúc nguyên khuôn nhựa và có nhiều đinh rất là gắn chắc, tạo độ bám cao. Tiếp đến, chúng ta sẽ nói về một đôi Mizuno TF trên sân cỏ nhân tạo. Nó khác hẳn xa với những đôi Mizuno DSG trên sân cỏ tự nhiên. Thì những đôi Mizuno DTF này, các bạn có thể thấy được đó là sự hiện đại hơn và thiết kế bắt mắt hơn. Form dày, thon gọn, ôm sát bàn chân, tạo cảm giác bóng tối đa. Và được thiết kế mang bên mình đó là đế chống trượt đa chiều. Các bạn có thể thấy đế chống trượt đa chiều là như thế này. Đó là niềm tự hào của sản phẩm này. Và Mizuno luôn tự hào cho mình về đế TF. Ngoài đế chống trượt đa chiều thì TF còn có những đặc điểm. Các bạn có thể thấy những đường răng này, những đường răng ở trên bề phần upper, tạo độ bám bóng cao, kỹ thuật các bạn đi có thể nó dễ dàng hơn. Và việc mà các bạn có thể trượt ngã trên đôi này khi thi đấu đó là điều khó có thể xảy ra. Trên thị trường hiện nay, Mizuno đang từ từ và đang hot lại. Các bạn hãy cân nhắc giữa những đôi giày đá bóng nổi tiếng các bạn đang sở hữu và những đôi giày Mizuno có độ bền cao như vậy, thì các bạn có cân nhắc cho mình là có nên sử dụng và mua một đôi Mizuno để mình sử dụng khi thi đấu ra sân không. Thì các bạn hãy để lại comment bên dưới cho Hào và chúng ta cùng bàn luận về vấn đề này. Thì nếu số lần này các bạn có thấy hay và giúp ích cho các bạn, thì các bạn hãy nhớ like kênh và subscribe kênh, nhấn vào cái chuông bên cạnh để khi Hào ra những số sau các bạn sẽ nhận được thông báo nhanh nhất để vào xem. Cảm ơn các bạn đã xem hết clip này.